Leo không được hả? Đó nó leo lên nhánh bự đó bé, chùm ngoài đó đó tí. Không nói hả? Qua đây này tí. Qua đây này dễ leo hơn nè. Cầu phố ăn được trái cốc chín này kìa. À, hay quá. Trời, dính được rồi, được rồi, được rồi. Thôi. Tí dính thọt lại lượm ra phố. Lượm rồi. Kè lại lượm đi. Chưa rồi thọt để u đầu nhỏ à. U đầu. Nha. Ôi giời, cũng cá lạ chân. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Đỉnh chưa? Em đi bắt cua hàng ngày em biết, nhìn cái hang là em biết thấy có cua à. Thọt là lắm à. Anh này ơi. Hử? Tại cua bự nha. Hử? Cua bự quá. Bự hả? Ờ. Cua bự quá bắt ra được không? Không được thôi bỏ đi cưng. Thôi. Dễ bắt đi. Rồi à. Vợ chồng miền quê mến chào cô chú anh chị và quý vị khán giả nha. Thì hôm nay hai chồng em cũng có nạp thêm hai thành viên mới nha. Tại thấy hai đứa này thấy nó khờ khạo và nó đi bắt cua hàng ngày á mà cả nhà. Rồi nhầm bữa có, nhầm bữa không. Thấy vậy thì thôi em kêu nó đi theo em đi bắt cua. Có thì cũng trả công, mà không có thì cũng trả công cho hai đứa nó có tiền nó xài nha cả nhà. Cả nhà thương thì ủng hộ cho kênh vợ chồng miền quê của tụi em nha. Đây đấy là ra mắt thành viên mới nè cả nhà. Đây là anh Tý. Chào cả nhà các anh Tý. Rồi nha. Chào cả nhà. Nha. Chào cả nhà. Cả nhà. Đây là em Phố. Chào nhà em Phố. Dạ chào cả nhà. Rồi, bây giờ mấy anh em tiến hành đi bắt cua nha. Đây đây anh đưa sách bình nước cho. Rồi. Dậm trên mày. Có hang rồi bắt, không có rồi thôi. Tại anh em mà nó đi bắt cua hàng ngày, nhằm bữa có nhằm bữa không à, thôi rủ nó đi theo kênh của hai chồng mình. Hai chồng mình cũng nghèo lắm cả nhà, chứ không có giàu có gì nha, nhưng mà mình thì đầy đủ bản năng hơn hai người này. Thử ra thôi thấy tội nghiệp quá à, chở rủ theo là bây giờ có cua thì cũng trả tiền, mà không có cua cũng trả tiền cho hai đứa hả? Bắt vàng không? Thôi bắt cua đi, cua cá trời ốc cua vàng quá trời luôn hết đi. Quá trời ốc cằn cằn cầm tay không vậy? Ê cái mấy cái mương này có hang nhiều lắm nè. Trời nó bỏ chứ. Nó thục như giờ. Thấy tội nghiệp lắm. Cả nhà thương kênh của hai chồng em ủng hộ hai chồng em để giúp đỡ cho hai anh em anh Tý với anh với em Phố đi theo kênh của tụi em nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha. Có không? Có không rồi mày. Dẹm hả? Dẹm bắt dẹm luôn. Dẹm bự không? Dạ bự dạ. Có cua đi. Nè, dẹm không có mày. Kỳ vậy? Ừ, có dấu dò cua bò nhưng không có. Cái dấu dò cua bò luôn không có hả? Ừ. Ôi ra chứ gì? Bò đó rồi. Giờ mấy anh em đi kiếm hàng cua bắt. Để nghe mày nhỏ một đi. Có hàng đấy. Cái không có rồi. Sao mỗi bữa cua nhiều lắm, bữa nay sao không thấy cua ha tới ha. Có. Ừ hết. Có, cũng có. Có hết dính rồi. Vậy là. Ừ. Quắt luôn. Qua thục gì. Hai anh em thọt quyết liệt luôn nãy giờ. Đứng con á vậy không? Được, được. Dẹm dạ mà dạ. Ờ với cua được rồi, có thành quả đầu tiên rồi. Lúa này là cũng trong trái me hết rồi, sắp chín rồi. Bắt cua là nghề của Phố mà. Nửa thùng luôn hả? Dữ vậy sao? Có không? Có hầu quyết gì vậy? Cua gần cà rồi mấy ơi. U bự vậy đó hả? Dạ. Quá đã. Thấy không, tí bắt được cua gành càng kìa, thấy không? Bắt gì bỏ đâu không. Rồi, tí dữ quá. Từ từ bắt mày. Gấp gì? Chạy nhẹ. Ừ, hàng nhóc chân nè. Vừa tay. Ôi nhỏ quá bỏ đi tí đi, thọt vô không được đâu. Đây con. Hàng nhỏ quá bỏ đi.
Đi xuống cái kênh kia coi có không. Bự chả ngon. Lúa năm nay ở đây trúng mùa trúng giá luôn cả nhà, lúa năm nay mắc có không? Có cành càng luôn hả? Đã đựng con nè, ngon vậy, quá đã. Ồ trời ơi, con cua chào bá luôn, coi vẫn thẹp đó nghe. Bỏ vô mình đi bắt qua tới cây dừa bên kia cái mình nghỉ mệt nha. Đó, cái dừa đó đó. Để cái dừa đó đó. Lấy ra ăn thọt hả? Cái ăn bự chà bá vậy. Ăn bự chà bá luôn hả? Ăn bự được cua bự á. Ồ lúa năm nay trúng quá. Dính không? Dính kéo qua nè. Giỏi vậy. Nè không? Ê mai mốt mình có cần cầm làm cái cù móc không ta? Mày ai anh có cù móc mà không? Mai mốt mình cần làm cù móc chứ hả? Còn móc móc vô nó chết phải không? Ừ. Nó lũng không? Lũng con mông cua đây nè. Vậy nè. Thôi đi qua bà dừa bên kia kìa. Đi qua bà dừa bên kia nghỉ cho nó mát. Mấy anh em bây giờ làm cũng được mấy con rồi nha. À, hai con có con rồi. Trời ơi. Cái ăn á. Đi em nghỉ anh đó. Từ từ khổ. Bỏ. Dạ. Hàng hả? Hàng này kinh có nước. Có cua có nước. Bố bắt giỏi à, tí bắt giỏi lắm chứ giỡn đâu ạ. Chứ bắt ngang bắt từ từ quá dài đâu có không mò có dịch đẻ ha, đập ra dập dập ha. Rổ, đẻ rồi. Một con nhỏ không đây. Có không? Con nồng không vô nữa. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Sâu không? Sâu. Sâu quái hả? Sâu mẹ. Hả? Nhỏ sâu quái chứ mẹ. Ờ, mới được có ba con hả? Ba con à. Có tới hai con, có con con. Ừ. Cô giỏi quá mà. Tới cái dừa nè. Vô nghỉ mát ha, uống nước ha. Uống nước nè. Đau không biết. Mà nằm tới cái bà dừa vô đó ngồi nghỉ mệt uống nước chút xíu. Mới có mấy con cua. Mấy con cua gì. Tất cả cái hương cả khó nè. Ồ đây nguyên vàng hang luôn nè tí ơi. Nước lục lục nè. Ừ. Nguyên vàng hang thì có cua nè. Bướm bay kìa. Có không móc gì vậy? Cua bò đây rồi. Bò luôn. Dữ dằn. Bò bắt được. Lót không? Bắt kìa nó. Phụ anh tí kìa Phố ơi. Dạ. Con cua quá trời rồi. Cả nhà thông cảm nha, mình cầm máy quay mình không có bắt được phụ với anh em nha, cầm máy quay với sách đồ đồ lum hết chứ. Hai anh em mà chín hả? Đâu con cua chào bá, đâu dân của anh coi. Ồ kinh càng lập công rồi, phố lập công rồi. Để thùng nước đây đi. Ê bên kia còn cái bún nữa kìa, qua bún này mình bắt có con nào mà lại để uống nước. Phố lập công rồi chứ giỡn đâu à. Ôi dính luôn hả? Cá hả? Cá hả? Ủa, im không có cá đâu. Trời ơi im mà không có cá hả? Kỳ vậy rồi. Vậy đó hả? Im mất rồi. Đi qua cái bún này cái tới chỗ này còn cái bún nữa nè. Trồng cái sâu hút. Thôi để để ra đây rồi mình lại nó uống nước mà. Bỏ đi. Mấy anh em lại cái bún này coi có hàng nào. Ô cái bún này chắc quá rồi. Nước vô rồi. Mò. Không có hang. Không có hang này tới đây dưới ghế dừa không. Đó, hàng không có. Không, cái hàng này không có đâu, dấu chân mà. Hàng cua. Hàng cua hả? Ừ. Ai biết đâu mấy anh em đi bắt cua chuyên nghiệp biết nhìn cái hang nào biết có cua, mấy hang nào không liền á. Mình thì không gần.
đổ mày. Đổ cái là chết luôn á, chiều nay nhịn đói luôn, không có đồ ăn cơm luôn á. Thôi lại uống nước nè. Ừ, bắt đi, có rồi bắt đi. Ủa anh tí xung phong ra đây kiếm hàng nữa nè. Mới có không à. Hay. Ăn lên. Ăn lên hả, ăn lên thua. Ăn lên bờ ơi. Ăn lên thua, ngay gốc dừa thua rồi. Ăn gốc dừa ăn lên. Ồ. Ê, qua bên đó coi có hàng nha con tí. Đó, 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 hàng nó im á. Có bên đó là dọc nước bên kìa cái nhà. Lớn với tâm hồn còn hơi ngay lắm. Má, ăn vô hãy ơi. Hả? Cua ăn vô. Ừ. Thôi hang nào bắt được bắt không được thôi. À. Lắm không? Vậy. Cua này thà bắt. Có cua luôn hả? Ừ. Đúng luôn hả? Đấy. Ừ. Nha. Ừ, dính hả? Nha. Dạ. Trời ơi, đây này, đây này, cầm cầm nghe. Ấy ấy ấy, kẹp kẹp. Kẹp kẹp, nó bò. Nó bò, nó bò, nó bò. Dính một con nữa. Hai con hả? Này Phố. Đó. Chiều ai nói tên. Có không? Giờ đi kiếm hàng. Chắc chiều thì mát mà chiều mưa. Chiều mưa chứ nắng đâu. Chiều mưa. Trời ơi, lúc nào trời chiều bữa nào cũng mưa lớn chứ. Vô tí. Cua. Nãy ơi. Cua. Nãy. Dây. Cầm cua hả? Cái tay đâu cầm. Kẹp tới nghe tí. Cua nè. Cua thì chết cua nè. Kẹp hết. Bỏ cua vô. À lụm. Chào lụm cua hai con vậy đó. Thấy lục ngầu gì. Thấy lục ngầu. Dần rồi hả? Ừ. Trời bộ ốc này hay nè. Tí chỉ mình ốc nè. Qua trời ốc luôn. Gấp gì ha? Ừ, gấp gì? Nó nằm trong hang chứ nó có đi đâu đâu mà gấp. Trốn trong nắng này trốn chết hết rồi. Qua wow, trời ốc. Lúa là lúc gài ốc nó đâu có cắn được. Cứng này cắn rễ răng à. Bỏ vô khúc rồi mày. Ừ khúc này nó không có rồi thôi đi theo Phố đây, Phố biết đường kìa. Về nè, về nè. Mình vô đó là mình về luôn đó. Về nè hả? Ừ. Ba ba làm gì vậy? Trời. Bánh lúa thì bánh đồ mạnh. Ồ lúa trúng quá. Ồ lúa trúng nè. Bẻ tay luôn. Toa nhiều nữa. Em Phố phát hiện cái hàng, thọt đây không biết có không à. Hay quá. Thấy không? Thấy Phố hay hay không thấy phát hiện hàng thọt là lắm liền á. Đây. Phố phát hiện hàng nữa đây cả nhà. Đổi quá. Dễ bắt thì bắt, khó quá bỏ. Ê ơi. Tí ơi, đâu vậy? Vô mánh rồi nè, cua bự quá trời bắt ra hết được rồi nè. Vậy bỏ gì hả? Phố đang cố gắng bắt cua ra kìa, dính đây kìa. Rồi, lộn. Quá hay. Phố quá hiện hay quá. Phát hiện hàng cua kìa, tí ơi, phụ. Tí đi luôn nè. Đó, em Phố phát hiện hàng nữa nè. Ơi. Ừ. À, không có nha. Nên là không phải là mà bắt phát bắt chúng nha, cũng có cái khi mà chặt nha. Đâu phải chúng hoài đâu hả Phố?
Ủa, cái gì vậy? Đồ la dữ rồi. Lắm. Giỏi quá. Còn nữa không? Thôi coi chừng đạp lúa anh ta nha. Ở cái này cái bờ hả? Bờ. Cái bờ. Có hang không? Ừ. Nghe nè. Nó quần gột luôn. Quần ngang. Chỗ này không có lúa. Này người ta đang phá ra ta làm cái gì á. Cái khu vực này tí dư phố thường thường đi bắt nên biết có cua hay không. Mình này mình không biết. Lâu lâu mình mới ra ruộng làm. Dưới sông là nhiều. Có không lỗi gì vậy? Bà này ngon quá mà không có ha. Ừ, kỳ cục quá. Không có mình quay ra. Hả? Thôi đi quay ra đi, quay ra đi bọc qua bên kia cái mình bọc gì vậy? Ăn đục ngâu luôn mà. Cái hàng nhỏ xíu anh ơi. Hàng nhỏ xíu hả? Ờ, nhỏ quá bỏ đi. Không được đâu. Ồ, tí lụm nữa rồi. Tí lụm mày. Gì cũng có hả? Đi hả? Nhấu chân đi bấy chân ha. Ừ. Dữ gì vậy? Chưa có. Dưới là hụt cây rồi. Rồi hụt. Không có hả? Không, cái này bắt rồi. Phố bắt dài. Cua này. Ừ. Lưng rất nhẹ bắt lắm, lắm lắm lắm. Bắt mày. Móc mày hả? Trời ơi, có con cua hai thằng luôn, dữ dằn. Đó. Cạn, cạn, cạn. Trời ngáp hết chạy. Vô đèn quẹt. Trời ơi. Quyết liệt luôn mà không dính. Vô lên hút lên nữa hút. Lên nữa rồi. Nè. Chứ ngắt rồi. Ta bắt được. Ba em, mình không có đây đi. Bà tiêu lúa rồi. Lúa đầu tiêu. Thôi thụng đó. Sao cưng không dẫn, để ổng dẫn đi hồi hết biết đường về luôn ạ. Giờ mấy anh em đi theo cái bờ kênh. Nãy giờ được mấy chừng chục người mấy con cua. Cái này không có cua nhiều. Rồi anh tí mình anh dẫn đường. Cái bờ đi không được luôn cả nhà ơi. Kìa anh kia đi qua bên cái cục tràm đó đó. Anh là bên đó có hàng nhiều đó. Anh dẫn này đi nè, giờ mệt quá, hai người đã lội tuốt trước kìa, mình ngồi ngắn sao nè. Trời chạy dẫn cái bờ gì đi, mệt chứ vậy đây. Mệt chứ nghỉ. Thôi nghỉ mệt đi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Tao đâu có về hả? Mày hãy ơi. Ê. Anh em giờ mới nghỉ mệt xong giờ tiếp tục điên đoạn nó coi có được ít con nữa không cả nhà. Mệt quá trời. Vô bờ tràm này nghỉ nè. Anh Hải ơi. Hả? Cái đường cao quá. Đâu Phu? Đâu à? Tới chỗ nào? Nhà bụi chuối hả? Hả? Này nè. Ừ, ở đây đây, chỗ nào có rồi đây. Bờ này giờ bờ này hang quá trời nè. Cứ ngục rồi hả? Giỏi. Ôi ôi, trái quá trời trái luôn. Rút lựa chùm nào gần dễ bẻ thôi, nhỏ cũng được đâu cần bự.
Được chưa? Rồi được rồi. Xuống đi. Xuống đi. Trời xuống mẹ. Hết biết đường xuống đi. Lụm dốc con cháu á, không lụm rồi. À anh thấy đang xuống. Có không hốt? Lụm được không? Dốc xuống chứ, không lụm. Lụm cá lạ trời. Cho hốt đó. Dạ. Ê, mình xí lụm được trái cốc chín nha. Tại trái cốc chín nó rụng nó mắc kẹt trên cái cành cây nè. Ồ, trái cốc chín này ngon nè. Ồ, đã quá. Ba nhận gốc nha. Ừ, gốc à. Ừ, chưa quên. Trái cốc chín trong nó chua dữ trời. Trái sống nè. Trái này sao nó xình dữ quốc. Đập mà không lụm trơn. Cái này bằng cốc. Trời ông bỏ dừa. Ừ. Này có muối ha. Dừa. Có gà thật dừa uống. Thôi. Là bắt à, công an bắt. Kẻ tay xuống đi. Đi, đập xuống đi. Ừ. Bộ bé bé em. Cái dừa công an bắt á. Đập lên hả? Thì cốc uống. Ừ. Đang hết nước. Dừa nước thì ăn nước rộng quá. Cốc này có muối ớt ăn sướng ha. Nghe bà xong mấy anh em mình bọc về nha. Gồm 8. 8 đâu? Gồm 8 đó, bọc vòng qua. Về ha. Ừ, bọc vòng về. Đổi qua kênh đó. Ừ. Bao. Ừ. Ở đây ha. Ừ. Nè, mưa đường ống nè. Trộn dở rồi. 8 nào nha? 8 thông á. 8 thông hả? Ừ. Vậy sao? Con bên đất con bố ba đó. Ừ. Con gì giải hoài không? Mấy anh em mình đi bắt cua, mới có bán cua, giờ mấy anh em kiếm ốc là móc luôn. Ốc gà ngon chứ. Ừ, ngon lắm chứ. Kiếm gà, lội được kiếm gà. Về gọng sạch ha. Dạ. Lễ ra là có xả ớt ha. Xả ớt, xả vô. Thứ gì chịu nổi luôn ha. Ừ. Ốc này hả? Lắm. Ốc kìa. Ốc lại. Đó. Hai con đứng đụng đó, nó cũng có nữa nè. Trong nhỏ nhỏ trong. Giờ ta lại cái nó mát liền ha. Thế nào phải thùng. Sáng nó bắt nhiều mà. Thùng mình nó chỉ rồi đó. Trời ơi, có rồi hả? Thôi, vô. Để tao vô. Ờ. Nó còn trọng á. Quá trời hang ha. Rồi cả nhà ơi, mai nè cũng về tới cái điểm hồi nãy đi đó cả nhà. Nói chung là bữa nay bắt không ít nha. Phố. Bữa nay bắt chủ yếu là ra mắt các thành viên mới trong kênh của vợ chồng miền quê cả nhà. Đưa thùng cua cho anh ơi. Đây, mai nè bắt được có ít cua với ít ốc rồi cả nhà ơi. Nói chung là bữa nay mấy anh em ra mắt thành viên mới rồi cũng không có sắp xếp ăn uống gì được, cả nhà thông cảm nha. Nói chung là cũng còn bất ổn lắm nha cả nhà. Thôi tới đây thì em xin dừng video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà video sau nha. Có không? Ừ, không có thôi. Tới đây thì em xin dừng video tại đây nha cả nhà thông cảm không có nấu ăn uống được nha. Cuối video thì xin kính chúc cô chú anh chị và quý vị khán giả luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt cả nhà. Phố, giơ tay chào cả nhà các em. Đấy. Chặt. Đấy, chào cả nhà ơi. Cả nhà. Chào cả nhà, tạm biệt cả nhà. Nha. Rồi.